Xin chào anh chị đã trở lại với kênh chứng khoán Minh Phụng. Và trong nội dung của bản tin ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục nhận định và đưa ra những đánh giá tiếp theo cho thị trường chứng khoán vào phiên ngày mai, phiên ngày 7 tháng 1 năm 2022. Diễn biến phiên ngày hôm nay, phiên ngày 6 tháng 1 thì mình có công việc bận nên không cập nhật những cái diễn biến trong room ngày hôm nay này. Ở phần quan trọng thứ ba vẫn là cái việc là chúng ta sẽ cập nhật cái xu hướng ngắn hạn của các cổ phiếu cũng như là nhóm các cổ phiếu chính trên thị trường để các anh chị có thể chủ động và tự đưa ra những cái quyết định đầu tư cho nó nhanh chóng và nó phù hợp với những cái diễn biến, những cái biến động trên thị trường của chúng ta, nó luôn phiên thay đổi. Như vậy thì chúng ta sẽ dành một ít thời gian để chúng ta tổng kết và tóm tắt lại diễn biến của phiên ngày hôm nay, phiên ngày 6 tháng 1. Thì các anh chị thấy là cái điểm nhấn của thị trường trong phiên ngày hôm nay là những điều chỉnh của nhóm ngân hàng, nhóm thép, kể cả nhóm chứng khoán. Thì ba cái nhóm chính ngày hôm nay có cái dấu hiệu điều chỉnh này, và một cái phiên giảm mạnh của cổ phiếu Masan, một trong những cổ phiếu trụ, khiến cho chỉ số ngày hôm nay của chúng ta không giữ được cái sắc xanh tăng trưởng cho đến cuối phiên. Còn ở phần ngược lại thì đa số các cổ phiếu theo mình đánh giá thì nó vẫn đang hoạt động và đang giao dịch khá là bình thường này. Một số cổ phiếu thì chúng ta thấy còn diễn biến tăng khá là tốt. Như các anh chị có thể nhìn thấy trên màn hình này, đây là cái danh sách mà các cổ phiếu trong cái giai đoạn vừa qua mình liên tục theo dõi. Thì nó có rất là nhiều mạng cổ phiếu tím này. Ngày hôm nay thì chúng ta thấy là có đến là bao nhiêu ạ? 9 mạng cổ phiếu là có cái sắc tím như thế này. Và các mạng cổ phiếu cũng tăng rất là cao. Điển hình ở đây thì các anh chị thấy là BHR. Con này thì khuyến nghị rất là lâu, một số các anh chị vẫn còn nắm giữ trung hạn đến giai đoạn này này. Từ cái vùng mà chúng ta thấy là mua ở những cái vùng 60-61 đến giai đoạn 73, các anh chị vẫn còn nắm giữ để giữ được cái vị thế trung hạn đến giai đoạn hiện tại là rất là khó khăn. Một số anh chị vẫn kiên nhẫn nắm giữ được. Ngoài ra thì chúng ta đã thấy đa phần ở đây là nhóm bất động sản, một số cổ phiếu đến từ nhóm hóa chất cũng như là nhóm xây dựng. Ở đây điển hình chúng ta có SCR này, chúng ta có BCM, chúng ta có CTD, những cổ phiếu này tăng trần trong phiên ngày hôm nay. Tiếp theo ở đây là có VRE này, Đắc Xanh này, đó. Rồi hóa chất thì có 3A, rồi có gas điện ở đây, D2D. Chúng ta thấy là các cổ phiếu này cũng tăng khá là tốt. Và tổng kết lại thì diễn biến trong phiên ngày hôm nay thì số lượng mã cổ phiếu tăng và giảm nó ở mức tương đồng với nhau. Tuy nhiên, với cái lực đánh giá của mình thì cái dòng tiền và cái thanh khoản ngày hôm nay nó đạt được 35.000 tỷ. Đây là một con số rất là tốt trong những cái phiên mà thị trường rung lắc và điều chỉnh. Chúng ta có 223 mã cổ phiếu tăng và 225 mã cổ phiếu điều chỉnh giảm. Trong phiên ngày hôm nay, các anh chị có thể nhìn rõ vào cái biểu đồ kỹ thuật của chỉ số VN-Index tại đây. Thì mình cũng đã làm những cái phân tích rất là rõ trong cái nội dung video ngày hôm qua rồi. Các anh chị chưa xem thì có thể xem lại cái nội dung đó. Thì chúng ta thấy là chúng ta có một cái ngưỡng kháng cự Fibonacci ngay tại khu vực lân cận điểm 1530, đúng không ạ? Mình đã nói vùng này rồi. Và nếu như vượt vùng này thì chúng ta mới định hướng lên cái vùng tiếp theo, đó là khu vực Fibonacci 1570 cho đến 1580. Đó là cái vùng mà chúng ta định hướng cái ngưỡng mục tiêu tiếp theo của chỉ số VN-Index các anh chị. Còn trong quá trình này, hiện tại đang có những cái rung lắc và điều chỉnh thì chúng ta sẽ có những cái ngưỡng hỗ trợ rất là quan trọng. Đó là khu vực 1510 và khu vực 1507 này cho đến khu vực 1517 các anh chị nhé. Ngày hôm nay thị trường của chúng ta có chỉnh điều đầu phiên này, nó chạm gần sát khu vực 1517 thì nó cũng đã rút chân lên. Chưa chạm vào khu vực này. Do vậy thì phiên mai mà nếu còn rung lắc thì khả năng nó sẽ giảm gần đâu đó khu vực 1510, rồi đó nó kéo lên và sẽ xây dựng đâu đó khoảng 2 cho đến 3 vùng tích lũy đi ngang ở đoạn này trước khi phá hẳn cái cản Fibonacci 1530 và định hướng lên những cái vùng mục tiêu cao hơn. Đó là cái xu hướng mà chúng ta có thể đưa ra cho cái kịch bản sắp tới của thị trường chứng khoán của chúng ta. Cái việc tiếp theo ở đây thì các anh chị chú ý sâu hơn giúp mình, đó là cái giá trị thanh khoản này. Phiên ngày hôm nay giá trị thanh khoản giao dịch rất là tốt, chúng ta thấy là 35.000 tỷ. Điểm đáng nói ở đây chính là cái thanh khoản ở đây. Thanh khoản hiện tại đang được kích hoạt và tăng lên. Và đây chính là một trong những cái bằng chứng cho thấy nhà đầu tư đang chọn với cái lựa chọn ở đây là mở những cái vị thế mua mới trong những cái nhịp điều chỉnh hơn là đua ở những cái phiên tăng giá. Cụ thể ở đây các anh chị thấy rất rõ, phiên hai phiên gần đây thị trường có cái dấu hiệu điều chỉnh thì cái giá trị thanh khoản nó cao lên. Cho thấy một vấn đề ở đây là nhà đầu tư đang chọn mở những cái vị thế mua mới. Họ đang lựa chọn cổ phiếu và đang chọn mở mua những vị thế mua mới. Nó khác với hai cái phiên mà tăng mạnh trước đó, đó là cái phiên ngày 31 tháng 12 phiên cuối năm và cả cái phiên đầu năm, đó là phiên ngày 4 tháng 1. Thì cái giá trị thanh khoản nó chỉ giao dịch đâu đó lân quanh dưới mức trung bình 20 phiên thôi. Đó là cái sự lựa chọn cổ phiếu và nhà đầu tư cũng đã có những cái chiến thuật rất là rõ ràng về cái việc sẽ chỉ mua khi mà thị trường nó rung lắc, nó điều chỉnh chứ không mua đuổi những cái vùng giá cao. Phiên ngày hôm nay cũng là một cái phiên chúng ta thấy là cái áp lực bán nó dần xảy ra khi mà chạm vào cái ngưỡng Fibonacci 1530 quanh vùng này ở cuối phiên chiều này, có một cái nhịp chúng ta thấy là giảm khá là sâu.
và chỉ số nó hạ độ cao cho đến cuối phiên, chủ yếu là do những cái nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như nhóm ngân hàng, nhóm chứng khoán và cả nhóm thép. Các anh chị thấy là nó hạ nhiệt sau những cái phiên điều chỉnh và những cái phiên hồi phục trở lại của các cái dòng này. Do vậy, với những cái đánh giá, những cái số liệu và những cái thống kê hiện tại, thì theo cái quan điểm đầu tư và cái cách nhìn nhận cá nhân của mình á, thì chúng ta sẽ khó để đạt được những mức tăng đồng đều trong cái giai đoạn này. Mà cái dòng tiền cái giai đoạn này chúng ta chú ý, chúng ta tinh ý một tí, nó là nó sẽ sớm luân chuyển sang cái trạng thái là đảo trụ. Đảo trụ liên tục cánh vậy, và nó sẽ tạo ra được một trong những cái sự phân hóa rất là rõ ràng. Nhưng mà tổng thể, chúng ta nhìn vào tổng thể thì chỉ số thị trường chung vẫn giữ được cái chiều hướng tích cực theo cái chiều hướng đi lên như thế này. Ở do vậy, việc quan trọng của chúng ta là vẫn phải lọc ra cổ phiếu nào và nhóm cổ phiếu nào để các anh chị đầu tư cho nó đúng cái dòng tiền ngắn hạn này. Đó là cái mục đích chung trong những cái nội dung video mà chúng ta phân tích. Thì bây giờ mình sẽ lướt nhanh qua những cái cổ phiếu mà mình đã khuyến nghị và cũng đồng hành cùng với các anh chị trong cái thời gian vừa qua nhé. Chúng ta điểm lại một số cổ phiếu tốt tích cực như là BHR đi. BHR thì như mình đã nói là những khuyến nghị từ ban đầu ở vùng 50 cho đến vùng 60 ở đoạn này. Và đến thời điểm hiện tại, các anh chị nhà đầu tư trong room mình cũng rất là nhiều các anh chị đang nắm giữ cổ phiếu này về mặt trung hạn này. Nó đang có mức lợi suất rất là tốt, chúng ta thấy là khoảng 50% trở lên. Và BHR thì nó luôn bám trên đường MA20 và nó đang mở cái band tăng lên các anh chị nhé. Dòng tiền lớn đang vào và khối lượng đang vào rất là tốt. Do vậy, với cái việc mà nó phá ngưỡng kháng cự 76 hiện tại thì BHR rất là nhiều định hướng, chúng ta kéo lên cho đến vùng 80 và vùng 84 tiếp theo. BHR cũng đang khá là tốt các anh chị nhé. Tiếp theo đó là SCR. SCR thì con này mua cùng được với lại con C2Y các anh chị. Đây, mua đâu đó được này này, được 19 và được 18, 18, 19 thì có mua hai được đối với con SCR này. Thì các anh chị hoàn toàn có thể nắm giữ được. Thì cái dòng bất động sản cái giai đoạn này các anh chị thấy là đang hút dòng tiền rất là tốt. Nó chỉ chỉnh đâu đó 2 cho đến 3 phiên là nó lại tiếp tục tăng. Và trong cái trạng thái kinh tăng này, nó chưa bao giờ mình thấy là phá vỡ cái trạng thái đường chỉ báo MACD, tức là cái đường chỉ báo để chúng ta có thể giao dịch được trong ngắn hạn á, cũng như là cái kinh tăng đó. Các anh chị sử dụng cái công cụ, các anh chị vẽ cái kinh tăng lên như thế này thì các anh chị thấy là rõ ràng SCR nó chưa bao giờ là bị gãy cái kinh tăng hết cả. Như vậy về cơ bản các anh chị cứ nắm giữ thôi, thì nó sẽ còn vướng cái cản vùng 24 ở đây. Theo mình thì nó sẽ vượt rất là nhẹ nhàng để hướng lên vùng 26-27 phía bên trên này của cổ phiếu SCR. Cổ phiếu CTD, C2Y đi, con này mình khuyến nghị chung với lại con SCR. Thì con C2Y này nó vẫn còn đang tăng này. Tuy nhiên thì theo mình có thể chốt từng phần được rồi. Nó tăng thì các anh chị cứ chốt dần lên nhé. Thì mục tiêu mình thấy cũng khá là tốt rồi. Nó trên 70-80% thì chủ động chốt được rồi các anh chị nhé. Chặt ở đây thì vẫn đẹp, không có gì xấu cả. Về trung hạn chúng ta suy xét không có gì xấu cả, chỉ là ngắn hạn nó đang chạm vào những cái vùng dãy bên dãy trên của cái dãy Bollinger Band này các anh chị đó. Do vậy thì nó sẽ rung lắc hoặc là đi ngang cái đoạn này thôi, chứ còn về cái xu hướng và cái tính chất nến đảo chiều thì ở đoạn này nó chưa xuất hiện các anh chị nhé, chưa phân kỳ, chưa có nến đảo chiều. Tiếp theo đó là chúng ta có con CTD, con này cũng khá là khỏe đúng không ạ. Con này thì chúng ta cũng mới vào ở giai đoạn 90-91 ở đây, thì bây giờ nó đã lên 113 rồi. Thì con này các anh chị vẫn giữ được, mình vẫn chưa thấy những cái dấu hiệu điều chỉnh, nó chỉ điều chỉnh 3 phiên ở đây, tuy nhiên không phải là nến đảo chiều. Do vậy thì khi không phải là nến đảo chiều thì chúng ta cứ nắm giữ và định hướng mục tiêu sẽ lên vùng 120-123 cổ phiếu CTD. Hỗ trợ ngắn hạn của nó là vùng 104.5 các anh chị nhé. Con BCM con này thì mình theo dõi thôi chứ mình không có khuyến nghị. Con BET này, con BET cũng tốt, con BET nó chạy giống như con FRT ở giai đoạn trước á. Do vậy thì cái giai đoạn này là giai đoạn chạy nước rút, thì có, các anh chị vẫn nắm giữ được. Còn cái ngưỡng mua mới thì không còn. Mua mới thì mình đã khuyến nghị ở những cái vùng 30-31 ở đoạn này của con BET rồi này. Đó. Thì con BET ở đây kỳ vọng mục tiêu có thể là vùng 42-43 các anh chị nhé. Và hỗ trợ ngắn hạn sẽ là vùng 36.5 BET. VRE. VNE như mình đã nói là nó đang phá vỡ, nó đã phá vỡ cái vùng tích lũy về trung hạn đúng không ạ. Đây là cái vùng tích lũy trung hạn cũng khá là lâu rồi và nó đã phá vỡ. Do vậy cái việc phá vỡ như thế này nó sẽ định hướng một cái xu hướng tăng khá là tốt, với cái việc là nó sẽ kéo lên vùng đỉnh cũ ở đây các anh chị, đó là vùng 36 cho đến vùng 38 của cổ phiếu VRE. Tiếp tục nắm giữ được, chưa có gì là chúng ta phải bán vội đối với VRE. Đất xanh thì con này cũng khá lâu rồi, 3A và GET. Rồi, 3A cũng khá là tốt, các anh chị cứ nắm vậy. Con này với lại cái chặt của VCG rất là đẹp. Hiện tại 3A có hỗ trợ vùng 21 và mục tiêu định hướng là vùng 23, vùng 25 các anh chị nhé. Cứ nắm giữ. Nó giống như là VCG cũng khá là đẹp này.
đây con này cũng thoát kênh tăng. Thì VCG các anh chị nó sẽ có hỗ trợ ở vùng 54 và định hướng mục tiêu sẽ là vùng 57 và vùng 60 ở phía bên trên này. VCG GET GET thì với cái mẫu hình nến và cái khối lượng như thế này, cái chart đang đẹp, do vậy thì theo mình tin tưởng là nếu như các anh chị không cần phải chốt ngắn hạn thì cái vùng ngắn hạn chốt là vùng 46-47 này, mà cũng không nên chốt ngắn hạn. Nếu như các anh chị mua từ vùng 39 trở xuống thì các anh chị cứ nắm giữ thêm trung hạn đi, khả năng nó sẽ tích lũy rung lắc đoạn này, và theo kỳ vọng của mình là nó sẽ đánh vượt cái cản trên này để nó hướng lên vùng 52-53 phía bên trên các anh chị nha. Tiếp tục nắm giữ được, GET chưa có gì yếu thế ở đây cả. Rồi, một số cổ phiếu như vậy thì mình lướt nhanh qua để định hướng cùng với các anh chị nhà đầu tư. Thì mình phân tích thêm một số cổ phiếu mình vừa khuyến nghị các anh chị, EZC nhé. EZC cũng khá là đẹp, mình khuyến nghị mua vùng 32, hiện tại là 33. Nó sẽ rung lắc ở đoạn 33-34 này, và khả năng sẽ đánh vượt cái cản này, vùng 34 các anh chị nhé, để hướng lên vùng 37. Đó, vẫn còn khá là đẹp này, các anh chị cứ nắm giữ. Mua thăm dò thì vẫn canh vùng 32X để các anh chị mua và gia tăng ở vùng 34. Đó, mục tiêu chốt lời ngắn hạn là vùng 36-37 phía bên trên này, EZC. Con này đẹp, cứ nắm giữ thôi. Hoặc là con BVT mình cũng mới khuyến nghị, đúng không ạ? BVT đang test trở lại hỗ trợ này, rất là đẹp. Do vậy thì nó có về vùng 24.5. Đó, lên quanh vùng 24.5 ở đây thì các anh chị mua được, thăm dò và gia tăng ở vùng 25 nhé. Mục tiêu mình hướng lên đây là vùng 27 này. BVT cũng tham gia được. Chặt cũng đang khá là đẹp, tích lũy trong xu hướng là tam giác tăng này. Đây là dòng ngân hàng, mình có báo các anh chị là nó chỉnh một hai phiên nữa thì các anh chị có thể canh nó vào. Nó cũng chưa vào vội, tại vì ở đoạn này là cái đoạn giai đoạn chỉnh thì các anh chị cứ thăm dò trước. Thì ba cái cổ phiếu mình có báo các anh chị đó là con MSB này. Đây, nó sẽ chỉnh lên quanh vùng 27 cho đến vùng 28 sẽ là vùng các anh chị thăm dò và sẽ gia tăng ở vùng 28.5. Đó là MSB này. VIB. VIB cũng như vậy, nó chỉnh xuống đây rất là đẹp rồi này. Thì nó sẽ chỉnh đâu đó vùng 45 cho đến vùng 46.5. Thì vùng này các anh chị thăm dò và sẽ gia tăng ở khu vực giá 47.5 các anh chị nhé. 47.5 thì gia tăng luôn. Còn VIB đang chỉnh khá là đẹp 3 phiên này. Hoặc là một con nữa đó là con AB. Đây, AB thì các anh chị có thể mua lên quanh vùng 33.5, 34 mua thăm dò và sẽ gia tăng ở khu vực giá 35. Định hướng mục tiêu là kỳ vọng vùng 38-39 này, AB. Đó là ba con ngân hàng các anh chị có thể cân nhắc cái việc là mở mua giai đoạn này, nếu như các anh chị chưa có bất kỳ cái nhóm ngân hàng nào trong danh mục của mình. Đó là một số đánh giá của mình. Như vậy thì ở đây thì mình sẽ tranh thủ mình là tổng kết lại cái xu hướng ngắn hạn của các nhóm ngành chính nhé, để các anh chị có thể là chủ động và đưa ra những cái quyết định quan trọng cho cái việc mà các anh chị xử lý cái danh mục của mình hiện có nó đang như thế nào. Mình vẫn mong muốn là cái việc các anh chị chủ động trong quá trình đầu tư. Các anh chị có thể theo đội nhóm hoặc là những cái thông tin gì đó các anh chị tiếp cận. Tuy nhiên theo mình là các anh chị nên có những cái động thái gọi là tự lập và chủ động đưa ra quyết định. Thì như vậy thì chúng ta sẽ tồn tại được trong quá trình mà chúng ta tham gia vào thị trường. Rồi mình sẽ lướt nhanh qua các xu hướng của nhóm ngành ngân hàng. Thì các anh chị chú ý giúp mình này. Những cái con nào mà cái sức khỏe ở đây này nó đang báo khỏe thì đó là những cái con khá là tốt và tiềm năng để các anh chị tiếp tục nắm giữ và có thể gia tăng thêm khi mà nó có rung lắc điều chỉnh. Ví dụ như con STB này, con này đang khá là khỏe và khá là đẹp, đúng không ạ? Hoặc là con VIB, con này cũng đang báo các anh chị có thể canh mua được. Còn con STB thì nó đang hết điểm mua rồi, nó phải đợi vượt hẳn cái kháng cự phía bên trên để nó có thể có những cái điểm mua tốt hơn. Ví dụ ở đây STB này, đây STB như mình đã nói là nó sẽ vướng cái kháng cự đỉnh vùng này, đúng không ạ? Do vậy thì chỉ khi nào nó vượt hẳn cái cản trên đó là vùng 34 thì nó sẽ phá cái vùng cản này. Khi nó phá vùng cản này sẽ định hướng rất là tốt về việc vùng 36-37 là mục tiêu tiếp theo. Đó, do vậy thì STB cái vùng này thì chúng ta không vào, chúng ta mua mới được. Mua mới, một là nó phải phá cản 34, hoặc là hai là nó chỉnh về vùng mua, đó là vùng 31 cho đến vùng 32 thì tham gia được. Đó, STB. Đó là con VIB. Con V này thì cũng đã báo các anh chị rất là cụ thể cái điểm mua rồi, để các anh chị tham gia vào cái vùng gia tăng rồi. Đó, đó là hai cái con hiện tại đang khỏe này, có khả năng tăng mạnh khi mà thị trường hồi phục hoặc là cái nhóm ngành ngân hàng hồi phục. Còn lại sẽ là những cái cổ phiếu mà nó đang giữ được xu hướng tăng và rơi vào trạng thái doji. Các anh chị thấy là doji này. Đó, thì những cái cổ phiếu mà nó đang rơi vào trạng thái doji như thế này thì nó sẽ cần tích lũy thêm 1 cho đến 2 phiên nữa
trước khi nó đảo sang cái trạng thái khỏe này để nó có thể kéo được cái xu hướng tăng. Do vậy thì những cái cổ phiếu Doji như thế này thì các anh chị có thể theo dõi con nào mua được. Nhưng mà nó báo là con MSB. À, nó sẽ chỉnh về rất là đẹp để các anh chị mua này. HD Bank cũng khá là tốt để các anh chị canh chỉnh mua. Hoặc là BID, đó là ba cái con này các anh chị có thể cân nhắc về cơ cấu tham gia. Thì bây giờ mình sẽ báo điểm mua cụ thể này. HD Bank. HD Bank đang test trở lại MA20, do vậy thì nó sẽ có những cái điểm mua rất là tốt quanh vùng 30 hoặc là vùng 29X cũng đẹp. Đó, thì quanh vùng này sẽ thăm dò và sẽ gia tăng ở cái khu vực 31.4 nếu như đóng nến vượt qua, đó là HD Bank. Và MSB thì mình báo rồi đúng không ạ? BID, BID cũng đẹp, BID con này cũng khá là tốt. Đây. Đó. Thì BID thì nó cũng giống như STB giai đoạn này, nó đang vướng cái cản trên đây các anh chị nhé, vướng cái cản trên này. Như vậy thì nó phải chỉnh này, ví dụ như trong phiên hôm nay nó chỉnh về đâu đó vùng 36 cho đến vùng 37 là các anh chị có thể mua được. Đó. Có những cái phiên chỉnh như cái nhịp trong phiên ngày hôm nay là chúng ta sẵn sàng chúng ta mua vào này. Đó. Chúng ta phải canh để chúng ta mua cho nó tốt là chúng ta có thể có vị thế mua. Và nó phải vượt hẳn cản ở trên đây là vùng cản 39 thì nó sẽ kéo lên vùng 43-44 mục tiêu của BID. Con này đang tích lũy, cũng đang vận động khá là đẹp. Đó. Như vậy thì mình đánh giá ở đây nhìn chung nhóm ngân hàng nó đang có những cái nhịp điều chỉnh sau những cái phiên tăng vượt thoát ra khỏi cái dãy Bollinger Band. Do vậy thì những cái nhịp điều chỉnh như thế này của nhóm ngân hàng theo mình đánh giá, đây là quan điểm cá nhân của mình đánh giá là tương đối là ổn định. Đó là những nhịp điều chỉnh tích cực. Do vậy thì có thể canh những nhịp điều chỉnh này để có thể tham gia nếu các anh chị chưa có bất kỳ cổ phiếu của nhóm ngân hàng nào trong danh mục đầu tư cá nhân của mình. Đó là nhóm ngân hàng và cũng đang khá là tiềm năng. Về cái câu chuyện ở nhóm chứng thì mình cũng đã nói liên tục các anh chị là cái sức khỏe nó đang yếu và đang Doji. Do vậy thì trong cái quá trình mà một cổ phiếu vận động cái sức khỏe yếu như thế này thì nhóm chứng cần phải rung lắc điều chỉnh hoặc là tích lũy thêm trước khi trở lại trạng thái tăng trưởng các anh chị nhé. Do vậy thì các anh chị thấy liên tục thấy là những cái nhóm cổ phiếu chứng khoán gần đây nó cứ tăng giảm đăng sang này, nó cứ quay đầu trở lại, nó chạm mô hình hai đỉnh rồi quay đầu trở lại test MA20. Do vậy thì đánh giá của dòng chứng nhìn chung là nó đang điều chỉnh tích lũy, sẽ có những cái rung lắc giảm đỏ, tuy nhiên vẫn giữ được cái trạng thái tích lũy trong nền, chưa có gì xấu, chỉ là chưa được quay trở lại kênh tăng thôi các anh chị nhé. HCM này, SSE cũng như vậy, quay trở lại test MA20 trong nền giá. Do vậy thì cổ phiếu tích lũy trong nền giá thì chưa có gì xấu cả. VCI cũng như vậy, thì nó chưa thoát được cái cản này, anh chị thấy là nó có cái cản đường màu đỏ ở đây đúng không ạ? Thì chưa thoát được cản, như vậy thì quay trở lại tích lũy thêm này. VCI thì đang gãy MA20, do vậy thì nếu như muốn mua thì cũng không nên chọn nó, mà chúng ta chọn mấy con đang nằm trên MA20 nó tích lũy giữ nền đó. Ví dụ SSI này, ví dụ như HCM cũng được, đó HCM cũng tích lũy tốt, hoặc là SHS, đây SHS cũng như vậy, nó chạm vào nó quay trở lại test MA20, trên MA20 thì chúng ta có thể cân nhắc cái việc nếu như có giá tốt để chúng ta mở vị thế thăm dò. Các anh chị lưu ý là dòng chứng nếu như các anh chị tham gia đoạn này thì chỉ nên thăm dò thôi, không nên vào tỷ trọng quá là cao, nó chôn vốn nha. Còn cái vốn khác các anh chị luôn chuyển sang những cái nhóm đang tăng trưởng tốt á để tham gia, những cái nhóm sức khỏe tốt á để tham gia. SHS cũng được này. VND thì nhìn chung nó có hai đỉnh rồi các anh chị. Đây, một đỉnh này, hai đỉnh. Tuy nhiên lại có cái dấu hiệu phân kỳ ở đoạn này. Nó vẫn nằm trên MA20, tuy nhiên thì khả năng nó sẽ có những cái nhịp điều chỉnh sâu hơn về vùng 77-78 này trước khi khôi phục trạng thái trở lại VND. CTS con này đoạn trước cũng tăng khá là tốt, con này vượt đỉnh này, con này thì khỏe. Đó, con này thì khỏe các anh chị nha. Có nắm giữ thôi. Điểm mua mới thì phải chỉnh về vùng 46-46X thì mới mua được. Còn cứ lên đen trên vùng này thì không tham gia. Chọn mấy con đang còn nền, ví dụ như SSI này. Đó, ví dụ như HCM này. Đó. Hoặc là ví dụ như SHS này, đó, những cái con này còn nền giá thì có thể canh để thăm dò trước nó tốt hơn nha. Đó là câu chuyện với dòng chứng. Do vậy thì mình tóm lược lại dòng chứng ở đây sức khỏe đang yếu, do vậy thì cần phải tích lũy thêm hoặc là điều chỉnh một vài nhịp giảm đỏ nữa trước khi quay trở lại cái trạng thái tích lũy tích cực và duy trì xu hướng tăng. Đó là trạng thái của dòng chứng khoán. Còn dòng thép thì đa phần lại tiếp tục rơi vào xu hướng yếu và gãy các anh chị nha. Như mình cũng đã chia sẻ các anh chị về cái câu chuyện của dòng thép này, nó từ đáy đi lên. Tuy nhiên, mình đã nói rất là rõ về cái việc đáy 1 nó thấp hơn. Đây này, đáy 1 nó lại cao hơn so với cái đáy 2. Ví dụ ở đây là đáy 1, ở đây là đáy 2. Thì những cái cổ phiếu như thế này, nó phải thường xuyên, nó lờ vờ trong đoạn này, chán chê rồi nó mới thoát được. Do vậy thì những cái cổ phiếu này, chúng ta có thể tham gia, tuy nhiên thì tỷ trọng nó phải cực kỳ thấp.
tức là đâu đó 10 cho đến 20% là cùng thôi. Không nên tham gia quá là cao, nó sẽ chôn vốn các anh chị và nó sẽ mất cái tính kiên nhẫn và cái khả năng phán đoán các anh chị đây. Như vậy thì đoạn này nó phải lờ vờ, nó tích lũy tăng giảm thường xuyên một lần nữa, rất là nhiều lần vòng nó đi lan ngang ở đoạn này trước khi nó phá vỡ cái cản trên và nó thoát may thì nó mới chạy tốt được các anh chị nhé. Như vậy ở đây câu chuyện của dòng thép thì vẫn là những cái giai đoạn gọi là cái giai đoạn hồi phục trong kênh giảm thôi, và cứ tích lũy đi ngang vùng đáy, chưa có cái xu thế rõ ra. Như vậy thì cái trạng thái tỷ trọng ở đây thì chúng ta phải cân nhắc cái việc là giảm thật là thấp đi để cơ cấu những cái cổ phiếu nó uptrend nó tốt hơn. Tiếp theo đó là dòng dầu. Theo mình đánh dấu giá dòng dầu ở đây vẫn còn đang khá là đẹp nha. Và dòng dầu thì mình chia sẻ với các anh chị câu chuyện là mình chỉ chọn hai cổ phiếu để mình đầu tư, đó là con Oil và cỡ con BSR, là hai cái con mà mình đánh giá tương đối là tốt trong cái giai đoạn hiện tại của cái dòng dầu để mình đầu tư. Thì đây mình phân tích hai con này thôi nhé. Nè, BSR này nó đang trạng thái là xây nền tích lũy, nó cứ nền tăng, nền sau tăng hơn nền trước này, nền sau tăng hơn nền trước và duy trì được cái trạng thái tăng đoạn này. Đó, thì khả năng con BSR nó phải đạt được mục tiêu mình chúng ta kỳ vọng là vùng 25 cho đến vùng 26 các anh chị nhé. Là OI. OI này khá là đẹp rồi, chúng ta thấy là đã vượt được kháng cự đỉnh. Đó, anh chị thấy là đã vượt được kháng cự đỉnh. Thì những cái cổ phiếu này khi mà nó đã vượt thì nó sẽ hướng lên mục tiêu 20-21 nhé. OI đẹp. Còn BVD thì chúng ta thấy là vẫn đang vướng cản kháng cự thì nó sẽ lanh quanh, nó điều chỉnh trở lại. Đây, BVS cũng như vậy. Đó, BVS thì nó còn vướng cái cản đây còn dài hơn nữa này. Đó, do vậy thì nếu như chọn dòng dầu thì mình sẽ chọn hai con BSR và OI. Cái trend tốt hơn và mang về lợi nhuận tốt hơn. Đó, đánh giá dòng dầu có thể tham khảo và tham gia được khi mà có nhịp chỉnh này. Bất động sản thì thôi, dòng tiền nó luôn đổ dồn vào cái nhóm này và chúng ta có thì chúng ta cứ nắm giữ thôi. Chỉ còn một vài cái cổ phiếu của nhóm bất động sản được cho là có điểm mua, ví dụ như Nam Long hoặc là HDG, còn lại SCR hoặc là Đắc Xanh hoặc là Vinhome rồi BDR, những cái con đó thì nó đang tăng tốt. Do vậy thì có thể cân nhắc cái việc tham gia nếu như anh chị chưa có bất động sản này thì canh Nam Long. Nam Long đang tích lũy trong mô hình tam giác tăng. Do vậy từ khu vực giá 62 cho đến khu vực giá 65 các anh chị có thể canh mở vị thế thăm dò tỷ trọng thấp và sẽ gia tăng khi mà nó thoát vị thế 66 thì các anh chị gia tăng sau. Đó là cổ phiếu Nam Long này hoặc là cổ phiếu HDG đúng không ạ, Hà Đô. Đây, Hà Đô cũng như vậy này, đang tích lũy theo cái chiều hướng như thế này thì chỉ cần chờ một cái phiên nổ khối lượng thì nó sẽ thoát và nó sẽ tăng rất là mạnh thôi. Do vậy thì Hà Đô hoàn toàn có thể thăm dò từ vùng 66 cho đến vùng 68 và sẽ gia tăng ở vùng 68.5 các anh chị nhé. Mục tiêu ở đây của Hà Đô hướng lên vùng 70-73. Ở những cổ phiếu dòng bất động sản sau cùng có thể cân nhắc việc tham gia. Còn những cổ phiếu khác thì nó đã tăng cao rồi, mình không khuyến nghị vào nữa. Các anh chị có thì cứ nắm giữ và chặn lãi dần lên để có thể tối ưu hóa cái mức lợi nhuận của các anh chị. Rồi. Như vậy thì mình đã phân tích một số cái cổ phiếu của các nhóm ngành. Ở phần tiếp theo thì mình sẽ đi vào việc trả lời một số câu hỏi bình luận của các anh chị nhà đầu tư xem kênh này. Các anh chị bình luận ở phía phần chat cổ phiếu mà các anh chị đang quan tâm, mình sẽ hỗ trợ các anh chị. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh của chúng ta các anh chị nhé. Ở phía dưới này, phần này nó có nút đăng ký, nút subscribe, anh chị hãy bấm vào và bấm nút like đoạn này để ủng hộ video của chúng ta. Khi đó các anh chị sẽ bình luận phía bên này các cổ phiếu mà các anh chị quan tâm, mình sẽ đọc và trao đổi cùng với các anh chị. Bạn có nói về việc khuyến nghị cái giá khuyến nghị real time đối với cổ phiếu HD Bank á và giá cập nhật ở clip này và clip hôm qua thì không thống nhất. Đúng rồi các anh chị, tại vì cái bản khuyến nghị của mình nó chạy real time, tức là diễn biến trong phiên nó sẽ thay đổi luôn phiên, để nó sẽ thay đổi cái tình trạng sức khỏe này, nó sẽ thay đổi cái tình trạng xu hướng, hoặc là nó thay đổi cái tình trạng điểm mua của từng cái cổ phiếu này. Khi đó mình sẽ nhìn vào cái giá trị này và mình sẽ nhìn sang những cái chỉ số tài chính cơ bản để mình đánh giá cái cổ phiếu đó có khuyến nghị mua được cho các anh chị nhà đầu tư hay không. Điều quan trọng đó là cái dòng tiền thông minh Smart Money Flow và cả BitBoy họ tham gia như thế nào. Thì chúng ta đánh mức độ như thế này thì chúng ta sẽ có những điểm mua rất là tốt, thuận lợi và theo trend của được xu hướng các anh chị nhé. Do vậy thì các anh chị mỗi phiên nó sẽ cập nhật lại cái vị thế giá mới chứ không phải là nó cố định một chỗ các anh chị nhé. Bạn có hỏi về C32 và DHA chịu giữ. C32
Rồi C32 đoạn này ở cái vùng 36 các anh chị nhé, nó đang vướng cái mức độ điều chỉnh kỹ thuật, đó là điều chỉnh theo mô hình 3 đỉnh. Đây đỉnh 1, đây đỉnh 2 và sẽ là khu vực ở đây đỉnh 3. Đây, đỉnh 3, mô hình 3 đỉnh. Thì cổ phiếu vướng vào mô hình 3 đỉnh là như thế này. Thứ hai đó là cái việc nó đang nằm ngoài cái dãy Bollinger Band thì nó sẽ lùi trở lại để nó tái tích lũy một lần nữa các anh chị nha. Do vậy thì cái xu hướng như thế này thì C32 vẫn chưa quá là xấu. Và chỉ xấu khi mà nó bị đánh gãy cái nền giá ở khu vực giá 32.8 đoạn phía bên dưới này này. Do vậy thì anh chị theo dõi được khả năng nó sẽ chỉnh khoảng 2 phiên nữa, 2 phiên đỏ nữa để nó lùi về đâu đó vùng 33 trước khi nó quay trở lại trạng thái tăng. Thì với cái chặt tích lũy và tạo nền như thế này thì anh chị giữ được nhé. Khả năng thì quay trở lại đỉnh cũ này, vùng 36-37. Một cổ phiếu nữa bạn có hỏi mình đó là cổ phiếu gì ạ? Cổ phiếu nào rồi? DHA. Rồi, DHA thì chặt tích lũy khá là bền. Theo mình ở đây thì mình thấy ở đây có một đáy này, hai đáy. Và chúng ta có thêm một cái bonus ở đây là bonus đáy tăng. Như vậy thì đây là một cái chặt tích lũy tương đối là bền về cái mặt xu hướng rồi. Thì tiếp theo ở đoạn này nó sẽ vướng kháng cự đỉnh này, các anh chị nhìn rất là rõ, nó vướng kháng cự đỉnh đó ạ. Nó đang lùi về, nó test và nó test phiên ngày hôm nay thì chúng ta thấy là có một cái nến rút chân kéo lên, thể hiện một cái lực cầu. Do vậy thì cổ phiếu này DHA vẫn đang khá là ổn, khá là bền, các anh chị nắm giữ được. Có thể canh nó rung lắc đâu đó vài phiên ở đây thì có thể gia tăng thêm được một ít tỷ trọng nữa để chúng ta định hướng mục tiêu, đó là dãy Fibo ngay tại khu vực giá mục tiêu 61 này. DHA nào, vẫn khá là đẹp. Thì mình sẽ lấy vị thế của hai cổ phiếu này mình đưa vào cho các anh chị, bao gồm cổ phiếu C32 và cả cổ phiếu DHA. Rồi, hai cổ phiếu là đều giữ được xu hướng tăng và đang tương đối là khỏe. Tiếp theo bạn có hỏi mình về cổ phiếu ACB. ACB thì theo mình thấy là nó chưa vượt được cái cản kháng cự vùng range như thế này, do vậy thì cần phải chỉnh lại. Với cái nhịp chỉnh như thế này thì nó đang khá là yếu, do vậy thì chúng ta cũng không nên giữ tỷ trọng quá là cao đối với cổ phiếu ACB cái giai đoạn này. Nó sẽ chôn vốn các anh chị rất là nhiều. Các anh chị có thể cắt để cơ cấu sang những cổ phiếu mà có sức khỏe tốt hơn các anh chị nha. Còn về xấu thì ACB vẫn chưa quá là xấu khi mà chưa thủng MA20. MA20 ngay tại khu vực giá 33 hỗ trợ các anh chị nha, 33 hỗ trợ. Đó. Thì mình sẽ lấy ACB đoạn này. ACB này. Đây, ACB rơi vào xu hướng xoay quay điều chỉnh các anh chị nha, xoay quay điều chỉnh. Như vậy thì hỗ trợ của chỉ báo gần nhất đó là vùng 33.4 này, thủng vùng này thì nó sẽ đảo trở lại xu hướng là downtrend giảm. Do vậy thì đoạn này ACB không nên giữ tỷ trọng quá là cao để đầu tư, cho đến khi nó phải vượt cản trên là vùng 35 thì nó mới tích cực uptrend được các anh chị. Các anh chị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh chúng ta nhé, và bình luận phía bên này này sẽ là cái hộp chat đó, các anh chị bình luận để mình đọc, mình trả lời cho các anh chị. Bạn có hỏi về LDG và cả BVC. LDG thì nó đang chạy vào cái trend tăng khá là tốt anh chị nhé. Trend tăng khá là tốt. Thì những cái cổ phiếu này theo mình thì anh chị có nắm giữ và nên chốt lãi từng phần, hoặc là sử dụng kỹ thuật thứ hai đó là kỹ thuật chặn lãi. Thì cái ngưỡng chặn lãi nó ở nằm vùng hỗ trợ 24.1 này, 24.1, tức là nếu như nó đánh một cái phiên thủng 24.1 thì các anh chị sẵn sàng chốt ra để bảo toàn lợi nhuận. Còn nó cứ tăng này thì chúng ta cứ dời dần cái điểm chặn lãi lên, đó là vùng 25, rồi dời dần lên những cái ngưỡng Fibo tiếp theo đó là vùng 26.3, cứ dời như vậy thì mình sẽ cập nhật cho các anh chị thấy. Như vậy thì LDG vẫn đang khá là ổn, nên sử dụng kỹ thuật chốt lãi từng phần trong xu hướng tăng khi đạt được lợi nhuận kỳ vọng, hoặc là dời điểm chặn lãi lên để bảo toàn lợi nhuận khi mà nó có điều chỉnh giảm. Đó là xu hướng phù hợp đối với LDG. BVC. BVC theo mình đoạn này nó sẽ có nhịp điều chỉnh trở lại khu vực giá 16 nha. Tại vì nó đang có mô hình hai đỉnh này, đỉnh 1, đỉnh 2, hai đỉnh phân kỳ. Do vậy thì nó sẽ có điều chỉnh nhẹ về vùng này. Về cái trạng thái thì nó vẫn giữ được xu hướng up tăng, xu hướng tăng. Chưa có gì xấu cả. Nếu như điểm mua các anh chị tốt thì cứ nắm giữ thêm. Đó, nắm giữ thêm, nó chỉnh về vùng này và tích lũy ổn quanh vùng 16, nó hồi lên thì vẫn là điểm mua gia tăng nhé. BVC xu hướng thì vẫn tốt. Đây chúng ta cập nhật BVC. Đấy, xu hướng vẫn tăng này, đoạn này đang có phân kỳ, do vậy thì dòng tiền nó sẽ điều chỉnh yếu, nó sẽ có xu hướng điều chỉnh về gần sát vùng 15.7 cho đến vùng 16 đó các anh chị nhé.
đó là xu hướng ngắn hạn. Còn về trung hạn thì đây vẫn là xu hướng tăng tốt thôi. Bạn có xem giúp về FRT. FRT thì các anh chị nên chặn lãi giai đoạn trước rồi, đúng không ạ? Đoạn trước nó tăng rất là nóng này. Như câu chuyện mình đang nói với các anh chị, nó giống như LDG vậy. Các anh chị thấy nó đang tăng tốt thì có thể canh chốt lời từng phần khi mà nó đạt được mục tiêu kỳ vọng. Và nên sử dụng kỹ thuật chặn lãi đúng quy trình. Ví dụ như con FRT này, các anh chị phải chặn lãi ở những cái ngưỡng hỗ trợ, ở đây là vùng 99.5 đi chẳng hạn. Tức là nó đánh thủng xuống thì các anh chị sẵn sàng chốt chặn lãi cho đến khi nó điều chỉnh xong và nó tái tạo lại cái vùng điều chỉnh mới, nó cân bằng trở lại, thì đó mới là điểm chúng ta cover hoặc chúng ta tham gia trở lại. Chứ tránh trường hợp nó đang giảm mà các anh chị không chặn lãi để nó giảm 2-3 phiên như thế này thì nó lại đăng lãi thì là lỗ ngược nữa. Đó là do các anh chị đánh sai quy trình. Chúng ta đến với cổ phiếu tiếp theo, ở đây là cổ phiếu BLC các anh chị nha. Mình lấy thông tin FRT cho đây cho các anh chị này. Đây, đang điều chỉnh và đang rơi vào trạng thái downtrend này. Chúng ta phải chờ cái downtrend này nó xoay quay trở lại, nó tích lũy trở lại thì chúng ta tham gia. Chúng ta tham gia trở lại sau. Bây giờ cứ theo dõi cho nó điều chỉnh xong đã. BLC các anh chị nha. BLC thì nó vẫn đang trong cái trạng thái gọi là trạng thái tích lũy của cái mô hình trung hạn đây này. Đây các anh chị thấy không, mô hình trung hạn. Thì thông thường những cổ phiếu đánh trung hạn như thế này mà các anh chị chọn mà để đầu tư ngắn hạn thì rất là khó có lợi nhuận, tại vì các anh chị vào sai điểm ngay. Như con BLC như thế này thì các anh chị phải đợi một thời gian nữa nó chỉnh về vùng mua, đó là đâu đó vùng 40 hoặc là vùng 41 thì các anh chị mua được. Còn cái trạng thái này đang lên đen thì chúng ta theo dõi đi, nó chưa có điểm mua các anh chị nha. Và để tích cực hẳn thì BLC phải đánh thoát cái kháng cự 48 ở trên này để phá cái vùng tích lũy trung hạn và hướng thành cái chiều hướng uptrend. CAE vào mới được không em? CAE thì nó tăng khá là cao rồi, qua cái vùng mình khuyến nghị cũng khá là xa rồi các anh chị. Mình khuyến nghị đoạn phía dưới này là đây, đoạn 28-30 rồi, khá là xa. Hiện tại cổ phiếu không có điểm vào mới các anh chị nha, chọn cổ phiếu khác. HDG có giữ được không? HDG giữ được các anh chị nhé, vẫn đang khá là ổn này. Nó tích lũy trên nền tăng và chạc cũng xây, mình thấy khá là bền. Những cái cổ phiếu và những chạc này hơi chậm tí, tuy nhiên thì cái chạc kỹ thuật lại khá là bền các anh chị nhé. Thì các anh chị cứ nắm giữ đi. Mục tiêu ở đây là vùng mình định hướng ở đây là vùng 70-73 HDG. Mình sẽ lấy vị thế vào đây. HDG này. Đây, cổ phiếu uptrend, khỏe, tăng tốt thì cứ nắm giữ thêm. Hùng Võ có hỏi mình về điểm mua của BVT. À, đúng rồi, BVT chỉnh lại thì các anh chị có thể canh mua được này. Đây. Thì nó sẽ chỉnh về hỗ trợ, và hỗ trợ tốt của nó sẽ là vùng 24. Mình đánh đâu đó vùng 24.4 cho đến vùng 25 cũng được, các anh chị cứ thăm dò nhé. Và gia tăng ở vùng 25.5, gia tăng lên là điểm mua và điểm gia tăng đối với cổ phiếu BVT. Con này đang tích lũy tốt và đang điều chỉnh trở lại này. À, sẽ là cơ hội để các anh chị mở điểm mua. BFL có nên giữ tiếp không anh? Bạn Bentley có hỏi câu hỏi này. Dầu khí Đông Đô thì cổ phiếu này đang tăng thốc và tăng nóng, thì những cổ phiếu này nó xây nền này, các anh chị thấy là đây là cái nền, đúng không ạ? Thì đây cũng chính là cái giai đoạn gom hàng. Các anh chị học cái kỹ thuật BSA của mình trong cái khóa học đầu tư, nó sẽ có kỹ thuật này. Sau này khi gom hàng thì nó sẽ đánh khối lượng lớn lên này. Đó, thì nó vào trên khối lượng lớn như thế này thì các anh chị có thể tiếp tục nắm giữ được. Và nó đạt kỳ vọng như thế này thì cũng đạt kỳ vọng khá là tốt rồi, 80% rồi từ cái điểm mua fragment. Do vậy thì tốt nhất là nên chặn lãi và sử dụng điểm chặn lãi ở khu vực giá 16, tức là nó điều chỉnh và đóng đến dưới vùng 16 thì sẵn sàng chốt chặn lãi, tránh tình trạng nó chỉnh quá sâu. Cho đến khi nó điều chỉnh và tích lũy xong trở lại thì chúng ta cover, chúng ta tham gia sau. Do vậy thì BFL theo mình đánh giá là nên chặn lãi và có thể canh chốt từng phần dần lên từ vùng 17 cho đến vùng 20.5 BFL. Chúng ta lấy xu hướng vào đây luôn nhé, BFL này. Đây, xu hướng uptrend đang khỏe, đang tăng rất là tốt anh chị nhé. Mục tiêu có thể kỳ vọng này, đó là vùng 14 năm, vùng 16 thì nó đã vượt qua rồi, do vậy thì bắt buộc phải chặn lãi thôi, hết mục tiêu để kỳ vọng. Bạn có hỏi về KLF và cả đất xanh. Rồi chúng ta đến với KLF này. KLF cũng tốt, tích lũy tăng nền thôi. Những con này đang tăng tốt thì anh chị cứ nắm giữ được nhé. Mục tiêu là vùng 10 cho đến vùng 11.1, đó là mục tiêu tiếp theo của KLF. Thì mình sẽ lấy mục tiêu vào đây này.
Rồi, đây. Mục tiêu ở đây là vùng 9 và vùng 10. Đó, là hai mục tiêu gần nhất. Sau khi mà nó vượt được vùng 10 thì các anh chị sử dụng kỹ thuật chặn lãi ngay tại vùng 10 và nâng dần cái điểm chặn lãi lên để tối ưu hóa lợi nhuận đối với con KLF này. Tiếp theo là con đất xanh. Đất xanh thì trạng thái đang rất là tích cực khi mà nó phá được cái ngưỡng phân kỳ vùng này các anh chị nhé. Thì nó đoạn trước nó có vùng phân kỳ này, đoạn này là một đỉnh này, đoạn này hai đỉnh, nó xuất hiện cái phân kỳ. Tuy nhiên thì trạng thái phân kỳ này nó đã phá vỡ bởi cái phiên ngày hôm nay. Đó là cái phiên rắc ra khỏi vùng 37.2. Do vậy thì cổ phiếu này đang có dòng tiền vào khá là tốt và duy trì được trạng thái tăng. Do vậy các anh chị cứ nắm giữ được và dời dần cái ngưỡng mục tiêu lên vùng 40 cho đến vùng 42 các anh chị nhé. Đất xanh. Đây, đất xanh. Đây, mục tiêu tiếp theo có thể kỳ vọng đó là vùng 42, 42X này. Từ 38 cho lên 42, đó là mục tiêu 1, mục tiêu 2 của cổ phiếu đất xanh. Cổ phiếu đang uptrend, duy trì được trạng thái khỏe khá là tốt. BVH có giữ tiếp được hay không? Các anh chị bình luận giúp mình cái điểm mua cho nó cụ thể thì mình sẽ giải thích cho các anh chị nó cụ thể nha các anh chị. Về BVH đang gặp cái cản ở đây là MA20 thì nó vướng cái cản này, nó điều chỉnh trở lại và nó tích lũy trở lại cái nền 55 này. Thì về cơ bản xu hướng nó đang là xu hướng giảm. Đó. Xấu. Do vậy thì nếu như cái điểm mua mà nó lỗ không quá là sâu á, thì có thể cắt để chuyển sang những cổ phiếu khác. Và dòng tiền lớn thì vẫn chưa tham gia trở lại, do vậy thì cần giai đoạn tích lũy thêm. Đó, một khoảng thời gian nữa trước khi vượt thoát và tạo trend mới. Bạn có hỏi chiều mua về TCI và HID. TCI đoạn này thì mình thấy tương đối là tích cực. Nó bắt đầu cắt qua may này. Những cổ phiếu cắt qua may mà không có khối lượng bán ra thì về cơ bản nó đang ổn. Như vậy thì từ vùng 22, vùng 23 sẽ là cái điểm mua thăm dò và sẽ gia tăng ở vùng 25 các anh chị nhé. Mục tiêu chúng ta có thể kỳ vọng vùng 28, 29 này, TCI. HID cũng khá là bền. Con này có thể canh mua vùng 12.7 cho đến vùng 13.5 và sẽ gia tăng ở vùng 14.5. Đó, 14.5. Mục tiêu có thể kỳ vọng là vùng 17. Hai con này có thể cân nhắc cái việc thăm dò trước và gia tăng sau. TCI này, HID này. Rồi, đây. HDD đang xoay quay điều chỉnh này, do vậy thì có thể canh một nhịp đỏ để giảm để mua này. Còn TCI thì đang khỏe, do vậy thì có thể canh mua, thăm dò luôn. Và điểm gia tăng mình cũng đã báo rồi, mục tiêu ở đây, mục tiêu 1, mục tiêu 2 để các anh chị chủ động chốt nếu như mà đạt được kỳ vọng. Rồi, một số câu hỏi trao đổi cùng với các anh chị trong cái nội dung và cái hợp chat này. Một số cổ phiếu thì nó hơi lặp lại một tí, do vậy thì mình sẽ bỏ qua. Các anh chị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh của chúng ta phía bên dưới và bình luận phía góc bên này để mình hỗ trợ trả lời những cái nội dung tiếp theo các anh chị nhé. Nội dung ngày hôm nay chúng ta sẽ xin phép kết thúc tại đây.